Rồi, như vậy là mình có được hai cặp, đó là 3 năm và 5 7. Như vậy chương trình của chúng ta bây giờ chúng ta sẽ xin chào quý thầy cô, cũng như xin chào các em. Thì hôm nay mình cùng nhau làm một cái bài tập như sau. Đó là cặp số nhân tố B và Q được gọi là cặp số nhân tố sinh đôi. Nếu mà Q bằng B cộng 2, thì ví dụ nếu mà 3 mà cộng 2 bằng 5, thì được gọi là hai số này được gọi là hai số nhân tố, cái cặp số nhân tố sinh đôi. Thì viết cái chương trình liệt kê tất cả các cái cặp số nhân tố sinh đôi nhỏ hơn một nghìn. Thì ý tưởng để làm bài này thì đầu tiên theo mình thôi ha. Thì đầu tiên thì chúng ta liệt kê tất cả các số nhân tố bắt đầu từ 2 cho đến nhỏ hơn 1.000. Sau đó chúng ta sẽ đi kiểm tra nếu mà hai số bơ quy này đã thỏa mãn cái điều kiện quy thì bằng bơ cộng 2, thì mình sẽ lấy ra mình gọi nó là tập số nhân tố sinh đôi. Đó là ý tưởng ha. Thì để làm được bài này thì đầu tiên chúng ta sẽ làm một cái chương trình con, đó là kiểm tra số đó có phải là số nhân tố không. Kiểm tra số nhân tố thì số đầu vào của mình là N. Ngoài tiếp theo mình sẽ khai báo hai biến, cái này mình đã làm rồi ha. Ví dụ như là biến Y, biến thứ hai đó là biến đếm. Thì biến Y của chúng ta là xuất phát từ 2. Biến thứ hai là biến đếm của chúng ta là ban đầu là không có gì hết. Vậy là chúng ta sẽ kiểm tra, chúng ta sẽ lặp lại cái việc này, kiểm tra là chúng ta sẽ lặp lại đến khi mà y này nó sẽ lớn và hơn cái số n này thì nó sẽ dừng lại ha. Thì trong quá trình đó thì giá trị của biến y này nó sẽ thay đổi, nó sẽ tăng lên 1. Và tiếp tục mình sẽ kiểm tra nếu mà cái n này mà mod y, tức nghĩa là n này mà chia hết cho y bằng không, thì mình sẽ đếm n này chia hết cho y, mod y mà bằng không thì chúng ta sẽ đếm vào, chúng ta sẽ đếm vô. Như vậy thì nếu mà biến đếm của chúng ta bằng không hoặc bằng một thì mình nói là nó là số nhân tố. Biến đếm của chúng ta đây là bằng không, đây là bằng một, thì mình sẽ nói nó là số nhân tố là số nhân tố.
vậy thì hôm nay ngược lại ha, ngược lại là con phải à, không phải xuống tố cái này là đứng đếm ở dưới đây rồi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra rồi, mình lấy cái kiểm tra đây, mình sẽ cho nó cái sự kiện rồi. Bây giờ mình nhập nó là số số 2 đây là số 2 như vậy, số 2 là số nhân tố rồi. Bây giờ mình sẽ liệt cơ ra tất cả các số nhân tố này, từ bắt đầu từ 2 cho đến nhỏ ta đến nhỏ hơn 1.000 thì bây giờ mình sẽ đây ha, mình sẽ tiếp tục, mình sẽ khai báo một cái biến là biến K. Cái biến K của mình cũng xuất phát là từ 2, K của mình là từ 2 này, K xuất phát từ 2, mình thấy biến K mình ở đây để mình kiểm tra. Thì sau mỗi lần như vậy mình sẽ tăng cái biến K của mình lên 1 và lên 1 thì mình sẽ lặp lại cho đến khi mà nó nhỏ hơn 1.000. Mình lặp lại cho đến khi nó nhỏ hơn 1.000. Như vậy là chỗ này là biến K, trong khi mà nó nhỏ hơn 1.000 thì nó đi kiểm tra ha. K mình rồi. Như vậy khi mà nó kiểm tra nếu mà nó là số nhân tố thì mình sẽ in ra trong cái danh sách, thì lúc này mình sẽ tạo ra một cái danh sách số nhân tố. Bây giờ mình đợi cho nó chương trình mình nó vừa quan sát vừa kiểm tra, thì mình cho nó là bây giờ mình 10 đi nha. Thì sau đó mình sẽ tăng lên 1.000 nha. Bây giờ nếu nó là số nhân tố thì mình sẽ in vào trong cái danh sách này, mình sẽ in vào trong cái danh sách thêm đây, thêm cái danh sách số nhân tố, mình sẽ thêm cái giá trị K này vào, mình sẽ liệt cơ đây ha. Mình chỗ này là nếu là mình sử dụng cái đồng lệnh này rồi, bây giờ mình sẽ liệt cơ tất cả các số nhân tố từ 1 đến 80 ha. Như vậy là 2 từ đây có 4, 5 này, 6 này. Như vậy là chưa đúng nè. Rồi để mình kiểm tra lại nè. Chỗ đây là 2, 3 như vậy là chỗ đây kiểm tra nó là số nhân tố. Một. Rồi chỗ đây là mình gì? Mình rồi chỗ đây mình đợi cái biến điểm của nó bằng 0. Rồi mình chạy lại thử này. Sau mỗi lần như vậy mình sẽ xóa tất cả cái danh sách này đi. Rồi mình chạy lại này. 2 là số nhân tố này, 3 là số nhân tố này, 4 là số nhân tố. Như vậy là chưa đúng rồi. Như vậy mình sẽ đi kiểm tra lại. Nếu mà số nhân tố như đây, mình kiểm tra lại chỗ này. Từ đây bằng 0 chứ không phải bằng 50 ha. Đây. Rồi mình chạy lại nè. 2, 3, 4, 5
Rồi, như vậy là mình có 10 số, ha, nó nhỏ hơn 10. Thì được các số nguyên tố là 2, 3, 5, 7. Ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi kiểm tra trong các số này. Các số nào là cặp số nguyên tố? Là cặp số nguyên tố sinh đôi. Ha. Thì bây giờ mình sẽ lặp lại cái quá trình này, lặp lại theo cái danh sách này ha, theo chiều dài cái danh sách này là lên. Rồi bây giờ mình đặt hai cái biến để mình kiểm tra, hai cái biến là ở vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai ha. Như vậy mình sẽ tiếp tục, mình sẽ khai hai cái biến nữa. Biến A đi, biến A. Biến thứ hai nữa là biến B. Như vậy thì mình sẽ khai báo từ đây. Biến B. Như vậy là biến A mình khai báo ở phần tử thứ nhất, ở vị trí thứ nhất, ở biến B vị trí thứ hai. Thì sau cái quá trình đây thì tăng cái giá trị A B này lên. Rồi, như vậy mình lấy vị trí thứ nhất, nếu mà lấy cái vị trí thứ hai này, mình trừ đi vị trí thứ nhất. Nếu mà nó bằng 2 thì mình sẽ in ra cái cặp số này là cặp số nguyên tố sinh đôi, cặp số nguyên tố rồi. Như vậy mình sẽ khai báo tiếp một cái danh sách nữa, đó là danh sách cặp số nguyên tố sinh đôi. Thì tắt luôn ha. Rồi cặp số đó, ok. Như vậy là bây giờ mình sẽ tiếp tục từ này ha. Nếu mà phần tử thứ hai, phần tử thứ hai trừ phần tử thứ nhất mà nó bằng 2, vậy là mình sẽ lấy cái danh sách đây, phần tử thứ nhất trừ đi phần tử thứ hai, đây là trong cái danh sách số nguyên tố ha. Danh sách. Rồi nếu mà đã bằng 2 á, thì mình sẽ thêm vào trong cái danh sách cặp số nguyên tố này, mình sẽ thêm vào trong đây. Thì mình sẽ lấy hai cái giá trị này vào, hai cái giá trị đây. Tiếp tục. Rồi chỗ này là mình sẽ bơ ha. Đấy, phần tử thứ hai ở vị trí thứ hai trừ đi phần tử thứ nhất. Rồi sau đó mình sẽ lấy hai cái giá trị này, chỗ này là dấu chấm phẩy đi ha, nghiêm khắc. Rồi chỗ này là mình sẽ ngăn bằng cái này lên, mình lấy đây để mình lấy qua là những danh sách kia. Rồi tương tự như vậy là mình bỏ cái danh sách ra. Rồi mình chạy thử ha, chạy lại.
Rồi, như vậy là mình có được hai cặp, đó là 3 năm và 5 7. Như vậy chu trình của chúng ta bây giờ chúng ta sẽ tăng lên, tăng cái chỗ này lên là 1.000. Chúng ta coi thử ha. Là một, bây giờ mình tăng lên 100 đi. Chút nữa mình tăng lên 1.000. Bây giờ mình sẽ tăng lên 100. Bây giờ mình chạy thử này. Chúng ta xem. Chúng ta quên xóa cái danh sách bơ này. Chạy về hơi lâu hả? Rồi đây là mình chạy trong 100 số ha, thì thời gian nó cũng hơi khá lâu. Nếu mà bạn nào chạy 1.000 số thì lâu thêm xí nữa ha. Rồi đây là những cặp số và nhân tố sinh đôi 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31 41 43 59 61 71. Đây là các cái cặp số yếu tố sinh đôi. Rồi bạn chúng ta đã hoàn thành. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo.